Australia hôm nay bày tỏ quan tâm về tình hình đối đầu chiến lược ngày càng leo thang ở Biển Đông, nói rằng cuộc tranh chấp này đặt châu Á trước nguy cơ xảy ra một tính toán sai lầm về quân sự với những hậu quả nghiêm trọng. Hãng tin Reuters tường thuật rằng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã tự chế, không ngả về phe nào, nhưng những lời phát biểu của ông nêu rõ quan tâm lớn nhất của Úc phát sinh từ những dự án xây cất các cơ sở quân sự của Trung Quốc trên các bãi đá và đất trong vùng biển mà nhiều nước đang tranh chấp chủ quyền. Phát biểu trong một bài diễn văn đọc trước một think tank ở Ấn Độ, Bộ trưởng Andrews nói, "Chúng tôi không tin rằng biến một bãi đá thành một phi trường quân sự sẽ củng cố hòa bình và an ninh cho khu vực đó." Tuy nhiên, Australia đang ở trong một vị thế khó khăn. Một mặt, Úc là đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ và cũng đang tìm cách củng cố quan hệ với Ấn Độ. Hai nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân đầu tiên tại vùng vịnh Bengal trong tháng này. Cùng lúc, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, là nước đối tác thương mại quan trọng nhất của Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói rằng duy trì quan hệ đối tác này phục vụ cho quyền lợi của cả hai nước. Bộ trưởng Andrews nói, sức mạnh của lực lượng tàu ngầm Úc là thiết yếu cho nền an ninh quốc gia. Tới năm 2030, Australia dự kiến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bao gồm 21 trong tất cả 25 tuyến hàng hải thương mại, đường biển và hàng không của thế giới, nơi qua lại của 2/3 các tàu dầu và 1/3 các thương thuyền chở hàng của thế giới.